Xin chào các bác. Hôm nay em lại giới thiệu đến các bác một quả súp 50 đến từ hãng The CF Precision. Đấy. Các bạn nhá. Một cái mẫu súp 50 giá rất là hợp lý để các bác chơi. Đây là mẫu The CF Precision và được sản xuất tại Chile các bác nhá. Các bác có thể xem. The CF Precision. Con này thì giờ máy của nó là 1200W các bác ạ. 1200W. Pick của nó là 2400. Sử dụng từ leo. Thùng sơ sần cát các bác nhá, thùng sơ sần cát. Em giới thiệu rất là nhanh quả này thôi, vì thực ra là cũng không có nhiều, có 1-2 quả thôi. Mà cái quả này giá hợp lý các bác ạ, giá rất là hợp lý. Em bán cho các bác giá 9.800.000 một quả từ leo. Em sẽ mở cho các bác cùng xem bên trong các bác nhá. Mở cho các bác cùng xem cái củ bát của nó, sử dụng củ bát neo của The CF Precision. Đấy, sản xuất tại Chile, em nói rõ luôn, sản xuất tại Chile. Còn sản xuất tại Ý thì các bác không bao giờ mua được cái giá nó rẻ như vậy được, đúng không? Đây em phải nói chia sẻ thật. Ý đây này, bát thường nó còn 20 mấy triệu, hơn 20 triệu một quả. Đấy, nên cái dòng này thì sản xuất tại Chile, nói chung là chất lượng của nó rất là ngon và giá thì nó rất là hợp lý. Rồi em sẽ đi tháo cho các bác cùng xem nhá. Đây, nó được sử dụng một chiếc bát neo các bác nhá. Một chiếc bát neo, bát 50 của The CF. Thì em nói rồi, đời này thì nó sản xuất tại China thôi. Đấy, vì đời China, tất cả đời China nó đều có cái tem này. Đấy. NF18N410. Con này là giờ máy 1200, pick của nó là 2400W nhá. Đấy, đời sản xuất tại China thì nó tất tần đều có cái tem xanh này. Còn nếu mà những mẫu mà sản xuất tại Ý thì hoàn toàn nó sẽ không có cái tem xanh ở đâu các bác ạ. Đấy. Nói chung là một mẫu The CF Precision. Các bác có thể xem. Nhưng được sử dụng cái bát neo này thì nó cũng rất là chất lượng. Và giá cả thì nó cũng hợp lý hơn tương đối so với cả hàng Ý. Nếu mà các bác sử dụng hàng Ý mà nó lại được sử dụng đời leo này, chắc quả này chắc nó cũng phải rơi vào tầm 25, 27 đến 30 triệu có thể mua được. Chắc phải tầm 27, 28 triệu may ra mới mua được. Chứ còn các bác mua hàng xịn nhưng đồ sản xuất tại China thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Đấy. Thùng sơ sần cát rất chất lượng đúng không? Cũng chả có gì để chia sẻ nhiều với các bác. Đấy. Con này thì bát là 1200W, pick của nó là 2400. Rồi thì bây giờ em sẽ nắp vào thôi.